Xin cảm ơn quý thính giả Vân Nam dễ làn sóng Hồng Việt TV. Sau đây sẽ là phần tin Việt Nam, bắt đầu với Julie. Mở đầu phần tin Việt Nam là tin dù Việt Nam cấm phim Barbie, Trung Cộng nói không nên gắn chuyện Biển Đông với trao đổi văn hóa. Trả lời câu hỏi của phóng viên về sự kiện Việt Nam cấm chiếu phim Barbie vì lý do có đường lưỡi bò, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng Mao Ninh hôm thứ Ba 4 tháng 7 nói các nước không nên gắn vấn đề Biển Đông với hoạt động trao đổi văn hóa bình thường. Trong cuộc họp báo ngày 4 tháng 7 khi được hỏi về sự việc này, lập trường của Trung Cộng về vấn đề Biển Đông là rõ ràng và nhất quán. Chúng tôi cho rằng các nước liên quan không nên gắn vấn đề Biển Đông với các hoạt động trao đổi văn hóa và giao lưu dân dân bình thường. Trước đó, vào ngày 3 tháng 7, truyền thông Việt Nam đồng loạt đưa tin bộ phim Barbie đầy triển vọng của đạo diễn Greta Gerwig do diễn viên Margot Robbie và Ryan Gosling thủ vai chính Barbie và Ken. Dự định sẽ được trình chiếu ở các rạp phim tại Việt Nam kể từ ngày 21 tháng 7, đã bị gỡ ra khỏi lịch chiếu của các nhà phát hành phim lớn như CGV, Galaxy và các trang mạng. Lý do bộ phim bị cấm chiếu là vì có đường chính đoạn, hay còn gọi là đường lưỡi bò, yêu sách chủ quyền của Trung Cộng ở Biển Đông, nơi Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền. Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết lệnh cấm được ban hành bởi Hội đồng Thẩm định Phim Quốc gia của Việt Nam. Sự kiện Việt Nam cấm phim Barbie vì tranh chấp Biển Đông đã thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế trong hai ngày qua. Hãng thông tấn AP cho rằng trong khi đại diện Bộ Ngoại giao Trung Cộng nói không nên gắn chuyện Biển Đông với hoạt động trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân, nhưng Bắc Kinh lại vô cùng nhạy cảm khi đề cập đến việc hình ảnh quốc gia và các tuyên bố chủ quyền về biên giới của họ được thể hiện như thế nào trong lĩnh vực giải trí và doanh nghiệp. Ví dụ Trung Cộng thường xuyên có động tác trả đũa đối với các công ty từ khách sạn cho đến hãng hàng không mà họ cho rằng có quan điểm xem Đài Loan tự trị không phải là một phần của Trung Cộng. Và các công ty hầu như luôn phải tuân thủ theo các khiếu nại của Bắc Kinh vì lo ngại nguy cơ bị loại khỏi thị trường rộng lớn và béo bở này. Trong đó có nhiều bộ phim Hollywood đã phải xóa hoặc thêm các cảnh dựa trên phản ứng của đảng Cộng sản cầm quyền. Việt Nam phản bác thông tin vụ khủng bố tại Đắk Lắk là do kỳ thị sắc tộc. Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày hôm nay tại Việt Nam, thì khi được hỏi về sự việc tại Đắk Lắk, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói rằng chúng tôi hoàn toàn bác bỏ đi những ý kiến sai trái này và đây là hành vi vi phạm pháp luật, gây mất trật tự an ninh, có tổ chức và sẽ bị giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Và trong cuộc họp báo, đài Phượng Hoàng của Hồng Kông có đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam trước các thông tin trái chiều trên mạng, nói rằng nguyên nhân vụ khủng bố tại Đắk Lắk là do kỳ thị sắc tộc. Bà Hằng được hỏi về bài phát biểu của đại sứ Đặng Hoàng Giang tại Liên Hiệp Quốc và tại phiên họp về chống khủng bố do Liên Hiệp Quốc tổ chức ngày 22 và 23 tháng 6. Đại sứ Đặng Hoàng Giang đánh giá chủ nghĩa khủng bố tiếp tục là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình, ổn định và phát triển trên phạm vi toàn cầu. Đề cập đến sự việc tại Đắk Lắk, ông Giang nhấn mạnh đây là hành vi khủng bố có tổ chức nhằm vào trụ sở, cơ quan nhà nước, cán bộ và dân thường. Ông khẳng định các tổ chức cá nhân trực tiếp thực hiện hoặc đứng sau thì sẽ bị xem xét giải quyết tương xứng với mức độ vi phạm. Trước đó ngày 20 tháng 6 thì tại hội nghị những người đứng đầu các cơ quan chống khủng bố của Liên Hiệp Quốc, Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt là Cục trưởng Cục An ninh Nội địa của Bộ Công an đã khẳng định hành động của nhóm đối tượng tấn công trụ sở chính quyền và người dân tại tỉnh Đắk Lắk là tội phạm khủng bố có tổ chức. Blogger Lê Anh Hùng mãn án 5 năm sau khi bị giam trong bệnh viện tâm thần nhà tù. Sau 5 năm bị giam giữ và bị ép buộc điều trị tâm thần, ông Lê Anh Hùng mãn án vào ngày 5 tháng 7 năm 2023, bị bắt từ tháng 7 năm 2018 với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Blogger 50 tuổi này đã phải trải qua quá trình giam giữ khắc nghiệt, ngay cả khi so sánh với những người tù chính trị khác. Trong tổng cộng 5 năm bị giam cầm, thì có đến hơn 3 năm ông Lê Anh Hùng bị giam hãm và bị ép buộc điều trị bệnh tâm thần ở một cơ sở của nhà nước. Khoảng thời gian còn lại thì ông phải trải qua hai nhà tù có tiếng hà khắc, gồm trại giam Hỏa Lò và trại Ba Sao ở Hà Nam. Đây là những nơi chuyên giam giữ tù chính trị ở phía Bắc. Ông Hùng cũng phải trải qua quá trình giam giữ không xét xử dài đến 4 năm, tức bị tước đoạt tự do
khi chưa bị tòa kết tội, một kỷ lục trong giới tù chính trị. Nhưng điều đặc biệt nhất đối với trường hợp của nhà hoạt động dân chủ này, đó là mặc dù ông bị cơ sở điều trị tâm thần xác định mất khả năng nhận thức trong khi phạm tội, điều đáng lý ra phải buộc nhà nước trả tự do cho ông. Ông Lê Anh Hùng đã bị tòa án tuyên 5 năm tù giam vào ngày 30 tháng 8 năm 2022. Ở Việt Nam, việc quan chức nhà nước phạm tội nhưng sau đó không bị bắt vì có giấy giám định tâm thần đã trở thành hiện tượng được biết đến rộng rãi. Tuy nhiên, trong trường hợp của ông Lê Anh Hùng thì tiêu chuẩn đó lại không được áp dụng. Nhà ga phi trường Long Thành khởi công vào tháng 8. Sau khi hoàn tất việc chọn nhà thầu thì ACV sẽ khởi công xây nhà ga phi trường Long Thành với tổng kinh phí 35.000 tỷ đồng trong tháng 8. Và thông tin này được ông Nguyễn Tiến Việt là phó tổng giám đốc tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam, gọi tắt là ACV, đưa ra tại buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án phi trường Long Thành sáng ngày hôm nay tại Việt Nam. Theo ông Việt thì tháng 6 vừa qua ACV đã mở hồ sơ dự thầu gói xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách và có 3 liên danh nộp hồ sơ đấu thầu. Dự kiến trong tháng 7 này thì việc chấm thầu, lựa chọn nhà thầu đối với hạng mục này hoàn thành. Phi trường Long Thành có tổng đầu tư khái toán là 336.630 tỷ đồng, chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu là một đường cất hạ cánh, nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ sẽ được xây dựng với công suất 25 triệu khách một năm và dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Cổ phiếu Vietnam Airlines bị hạn chế giao dịch từ ngày 12 tháng 7. Cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines chỉ được giao dịch phiên chiều do tiếp tục chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2022. Quyết định chuyển cổ phiếu của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines từ diện kiểm soát sang hạn chế giao dịch vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Sài Gòn thông báo vào chiều 5 tháng 7. Trước đó, Sở cũng đưa mã này vào diện kiểm soát từ đầu tháng 5 vì chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 30 ngày. Hồi cuối tháng 3, Vietnam Airlines từng xin Ủy ban Chứng khoán HOSC được chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2022 nhưng không được chấp thuận. Trong lần giải trình đầu tháng 5, Vietnam Airlines nói đang tái cấu trúc toàn diện, sắp xếp ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh và từng bước tái cơ cấu doanh nghiệp. Theo hãng hàng không, đơn vị kiểm toán cũng cần thêm thời gian thu thập, đối chiếu và đánh giá toàn diện các tin liên quan để có thể hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính. HOSC hồi tháng 2 từng cảnh báo cổ phiếu HVN có thể bị hủy niêm yết nếu lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ âm hoặc vốn chủ sở hữu của Vietnam Airlines âm. Theo báo cáo tự lập đến hết năm ngoái, lợi nhuận lũy kế của cổ đông công ty mẹ Vietnam Airlines âm sắp xỉ 32.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu của công ty âm hơn 10.000 tỷ đồng. Và bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức của ngày hôm nay của Hồng Vy TV với Trương Minh và Julie. Xin thân ái mến chào quý vị và các bạn.